Tự giới thiệu, cô tên là Hà Mai Hương và cô ở rất đây, ở cách đây rất là xa. À, cô xin hỏi con nhé, con đi từ nhà đến trường mất bao nhiêu lâu? Con là 15 phút. 15 phút à? Như thế là rất là gần đúng không? Cô cũng vừa mới giới thiệu với các bạn ở trên lớp 4A2 xong. Để đến được nhà của cô thì các con nếu đi xe máy, các con sẽ phải đi một ngày một đêm mới có thể đến được nhà của cô. Và nhà của cô ở Lạng Sơn, ở miền Bắc của Tổ quốc mình. Và hôm nay cô sẽ lên lớp của chúng ta một tiết sinh hoạt chi đội. Cô hy vọng rằng chúng ta sẽ có một tiết sinh hoạt chi đội thật là vui. Các con có nhất trí không? Cô xin mời các con, chúng ta sẽ bước vào nội dung đầu tiên, đấy là nhận xét tuần. Cô mời bạn lớp trưởng hãy nhận xét cho cô tình hình của các bạn trong tuần này. Mời con. Dạ thưa cô, trong tuần qua các bạn học tập tốt và không quên đồ, mặc đồ và đeo khăn quàng đầy đủ. Các bạn đi đúng giờ. Xin cảm ơn con. Chúng ta đã thực hiện rất là tốt. Cô mời Lúc Bình hãy dành cho Lúc Bình một tràng pháo tay nào. Xin cảm ơn các con. Và phương hướng của tuần tới đó là các con hãy tiếp tục duy trì nền nếp của mình, thực hiện đúng các yêu cầu của nhà trường, yêu cầu của ban chấp hành liên đội. Và nãy thì bạn lớp trưởng vẫn quên chưa nói đến một phần nữa, đó là vệ sinh cá nhân. Chúng ta hãy cùng giơ tay lên và xem là móng tay của chúng ta đã sạch sẽ để sẵn sàng bước vào các tiết học chưa. Hiện giờ thì dịch bệnh cũng vẫn đang diễn biến rất phức tạp và cô hy vọng rằng chúng ta hãy luôn giữ gìn vệ sinh thân thể để luôn sạch sẽ, luôn khỏe mạnh và thực hiện tốt tất cả các yêu cầu của người học sinh. Các con có đồng ý không? Và chúng ta đã vừa mới trải qua xong phần nhận xét của tuần vừa rồi và phương hướng của tuần tới. Cô tin là các con sẽ đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và cô mời các con chúng ta cùng bước vào nội dung sinh hoạt chủ điểm của ngày hôm nay. Tháng 11 có nội dung chủ điểm là gì nhỉ? Cô mời một bạn nào giơ tay cho cô. Tháng 11, nội dung chủ điểm là gì? Dạ thưa cô, là ngày 20 tháng 11. Ngày 20 tháng 11 là ngày gì con nhỉ? Dạ là ngày nhà giáo Việt Nam. Là ngày giáo Việt Nam. Con tên là gì? Con tên là Trương Minh Hiếu. Bạn Trương Minh Hiếu, rất giỏi. Và bạn Trương Minh Hiếu có xứng đáng tặng quà không nhỉ? Dạ. Xin mời một phần quà của các thầy cô giáo sẽ tặng cho bạn Trương Minh Hiếu. Mời con, cảm ơn con. Bạn trả lời rất là tốt rồi. Đó là ngày 20 tháng 11, ngày hiến chương các nhà giáo. Bạn nào hãy xuất phong trả lời cho cô. Ngày hiến chương các nhà giáo được thành lập năm nào? Được thành lập năm nào nhỉ? Bạn nào trả lời cho cô nào? Rồi, hôm nay bạn nam. Các con hãy mạnh dạn lên đi, chúng ta không có gì phải sợ cả. Nhà hư cô là năm 1985. 1985 ạ? 198 là đúng rồi, sai mỗi số cuối đâu. Mình bình tĩnh suy nghĩ lại nào. 30. Lần thứ 2 nhờ. Chúng ta cho bạn một lần nữa nhờ. Bạn đã rất là mạnh dạn rồi. Cố gắng lên con. Cố gắng hơn cô là năm 1982. 1982, cô trả lời đúng rồi. Con nhớ các ngày 1982, đấy là ngày mà chính phủ Việt Nam công nhận ngày 20 tháng 11 là ngày hiến chương các nhà giáo trên lãnh thổ Việt Nam. Có một phần quà cho con nào. Xin cảm ơn con. Đấy là ngày mà nhà nước Việt Nam công nhận là hiến chương các nhà giáo còn trên thế giới. Bạn nào hãy trả lời cho cô, trên thế giới thì chúng ta lấy ngày bao nhiêu, năm bao nhiêu? Cô chỉ cần các con trả lời được năm thôi là đã giỏi lắm rồi. Năm bao nhiêu là năm công nhận hiến chương các nhà giáo vào ngày 20 tháng 11? Chúng ta cùng chừng nhé. Năm nay là một thanh niên cực kỳ xuất sắc đã hiện lên. Cô mời con. 1958. Ui, thật là xuất sắc, bạn này rất là giỏi. Năm 1958, có phần quà cho bạn à. Con tên là gì nhỉ? Con tên là Bùi Hữu Nghĩa. Con tên là Bùi Hữu Nghĩa, xin cảm ơn con. Mời con nhận một phần quà. Rồi, các bạn đã trả lời những thông tin rất là xuất sắc hả? Như vậy có thể chứng tỏ được cả lớp của chúng ta cực kỳ thông minh. Cô trân trọng nghiêng mình để phục các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã trả lời câu hỏi rất hay. Vậy trong ngày nhà giáo Việt Nam thì các con sẽ làm gì để cảm ơn các thầy cô giáo? Mời con. Cô là con sẽ tặng cô hoa những món quà. Tặng cô hoa với món quà thôi. Các bạn nào, có bạn nào có những hoạt động khác không? Cảm ơn con. Cô là con sẽ cảm ơn thầy cô và chúc sức khỏe thầy cô. Xin cảm ơn con. Bây giờ cô sẽ mời một bạn chúng ta. Hãy mời thêm hai bạn của mình nữa lên có những hoạt động khác.
ngoài việc tặng hoa và tặng quà là hát tặng các thầy cô một bài thôi. Cô mời nhóm ba bạn ạ, chúng ta hãy cùng lên hát. Chúng ta có rất là nhiều bài này, như là Bụi Phấn này. Nãy ở trên lớp 4A2 các bạn còn hát được cả bài Cô Giáo Về Bản cơ. Chúng ta ở miền Nam mà chúng ta còn hát được bài Cô Giáo Về Bản của miền Bắc, cô cảm thấy các bạn cực kỳ xuất sắc. Mời các con ạ, cô xin mời con nhé. Con hãy cùng lên và hát tặng cho các thầy cô một bài nào. Cô mời hai bạn nữa xung phong nào. Chúng ta cũng cạnh dặn rồi, mời con, xin cảm ơn con. Cô mời một bạn nam nào. Mời con. Mời con. À, cô mời các bạn. Chúng ta hãy cùng hát một bài hát nào. Các con hát bài nào. Em tặng cô. Cô tặng cô. Mời các con là chúng ta hãy dành một tràng tay cho các bạn nào. Thầy giáo đến từ Sơn La, xin mời thầy thổi sáo chúng ta nghe, chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé. Có một hồng nữa. À, có một hồng vàng phải không? Rồi. Có một hồng vàng. Rồi. Đây là các bạn ơi, trong khi chờ chúng ta cùng giơ tay lên, chúng ta vẫy như vậy nhé, tất cả các bạn mắt lên nào, để phát ra tiếng các bạn đây. Go!
gồm các phần như là nhận xét tuần này, hướng tiếp theo này, hoạt động chủ điểm tháng 11 và hoạt động vui chơi sau đây là hoạt động về nhà. Các thầy cô đã tặng quà các con rồi, bây giờ các thầy cô cũng muốn tặng quà lại. Các con có đồng ý tặng quà các thầy cô giáo không? Đồng ý đúng không? Giờ cô sẽ yêu cầu tất cả các bạn, chúng ta sẽ về nhà làm những tấm thiệp. Ở trong những tấm thiệp này các con hãy ghi những lời mà các con muốn nói nhất đến các thầy cô giáo. Và giờ sau cô sẽ thu lại những tờ thiệp này, các con có đồng ý không? Đồng ý. Rồi, cô sẽ phát cho các bạn. Xin mời các bạn ở đầu hàng, chúng ta sẽ cùng nhận những tờ giấy này. Các con hãy nói những lời mà các con muốn nói, đấy chính là những món quà mà các thầy cô giáo muốn nhận nhất trong ngày 20 tháng 11. Xin mời các con. Để đến phát tiếp cho chị. Để đây phát tiếp cho chị. Chúng ta đã vừa trải qua một tiết sinh hoạt rồi, cô xin cảm ơn tất cả các con chúng ta đã nhiệt tình hết mình để các thầy cô giáo cũng có thể được dự tiết sinh hoạt này. Xin cảm ơn các con rất nhiều.